Nay mình học nội dung bài mới là một thuộc về phần thống kê suy lý luôn. Thì về thống kê suy lý thì mình đã được học cái bài về dự đoán cái giá trị của tham số, đó là ước lượng tham số. Và mình kiểm định một cái giả thiết là xem là mình với cái dữ liệu từ cái tập mẫu thì mình đưa ra quyết định là chấp nhận hay là bác bỏ cái giả thiết mình cần kiểm định. Đó là bài kiểm định giả thiết thống kê. Và hôm nay cái làm một phần khác của thống kê suy lý, đó là bài toán hồi quy tuyến tính một biến, hay là gọi là hồi quy tuyến tính đơn trị. Thì mình sẽ học cái nội dung này trước rồi tôi hướng dẫn cái bài tập 2 sau ha. Mình xem ví dụ 1 sau. Thì ở đây tôi có một cái tập dữ liệu gồm 3 cái cột, 3 cái trường thông tin. Trường thông tin thứ nhất là đánh số thứ tự thôi. Trường thông tin thứ hai là cái mức độ hydrocarbon tính theo phần trăm. Và trường thứ ba là về cái độ purity, tức là cái độ trong lành của nó tính phần trăm. Thì ở đây tôi gọi cái mức độ hydrocarbon, cái mức hydrocarbon gọi là X, cái độ purity là Y. Thì ở đây tôi có hai cái trường thông tin chính là giá trị X và giá trị Y. Thì khi mà vẽ đồ thị ra bằng cách là vẽ đồ thị bình thường á, tức là với mỗi cặp điểm XY, ví dụ như là cái đối với tập giá trị mẫu thứ nhất, cặp X là bằng 0.99, Y là bằng 90, thì tôi vẽ được một điểm ở vị trí 0.99 ở đây và 90 ở đây. Với cặp điểm thứ hai là 1.02 và 89.05, thì tôi vẽ được một điểm là 1.02 và 89.05 là điểm ở đây. Thì như vậy với ở đây mình có 20 cặp điểm, thì trên cái đồ thị này sẽ vẽ được 20 cái dấu chấm, với mỗi dấu chấm là một điểm. Thì cái đồ thị dạng như vậy gọi là đồ thị scatter plot. Thì scatter plot này là đồ thị thể hiện cái mối quan hệ giữa hai đại lượng. Ở đây là với 10 cặp điểm XY tôi vẽ được một điểm, thì trên đồ thị này sẽ biểu diễn mối quan hệ giữa đại lượng X và đại lượng Y. Thì cách vẽ đồ thị cái scatter plot là với mỗi cặp điểm thì mình vẽ một điểm trên đồ thị. Thì ở đây mình có 20 cặp điểm XY, sẽ vẽ 20 cái dấu chấm này trên đồ thị. Như vậy mình đã biết về histogram, đã biết về đồ thị box plot, thì hôm nay mình biết thêm một cái loại đồ thị là scatter plot. Đó là đồ thị điểm thôi. Các anh chị vẽ đồ thị đó gồm nhiều điểm khác nhau, mỗi điểm đại diện cho một cặp giá trị. X là giá trị trên trục hoành và Y. Rồi, tôi nói lại nha. Scatter plot nó là một đồ thị điểm, nó gồm nhiều điểm trên đồ thị, mỗi điểm này là đại diện cho một cặp giá trị, X là giá trị trên trục hoành và Y là giá trị trên trục cung. Thì ví dụ các anh chị xem cái điểm này, thì điểm cái điểm chấm này trên đồ thị ứng với giá trị X là các anh chị giống cái xuống cái cục trục hoành, thì giá trị X là khoảng gần 145 và giá trị Y là khoảng gần 95. Thì đó là một điểm giá trị trên đồ thị. Thì với một cái bộ dữ liệu gồm, ở đây mình có 20 bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu thì gồm có hai giá trị là X và Y, thì mình vẽ được một điểm trên đồ thị. Ở đây mình có 20 bộ dữ liệu thì mình sẽ vẽ được 20 điểm trên đồ thị. Như vậy cái khi mà các anh chị học phổ thông, cái người ta cho cái giá trị đại lượng X, giá trị đại lượng Y theo từng cặp yêu cầu các anh chị vẽ đồ thị á, thì đồ thị đó chính là scatter plot.
anh chị nghe tôi nói to hơn chưa ha? Như vậy cái tập đó là đồ thị điểm thôi, mỗi cặp XY thì vẽ một điểm ha. Thì các anh chị có thể dịch cái này ra là biểu đồ phân tán cũng được, hoặc là dùng luôn cái thuật ngữ tiếng Anh là scatter plot luôn. Như vậy một scatter plot là gồm nhiều điểm giá trị. Thì ở đây cái hình bên phải này nè, nó là scatter plot biểu diễn cái cặp giá đại lượng, đó là mức độ hydro carbon và cái độ purity, là cặp đại lượng X và Y. Thì khi mà quan sát một cái đồ thị phân tán, đồ thị scatter plot như vậy, thì nó xảy ra một số cái trường hợp như sau. Đầu thứ nhất á, là trường hợp này, thì những cái điểm trên đồ thị này nè, mặc dù nó không có theo cái quy luật nhất định là nó không có nằm thẳng trên một đường thẳng, nhưng mà nó có vẽ là nó bao quanh một cái đường thẳng. Thì lưu ý là cái dữ liệu của mình chỉ là dữ liệu mẫu thôi. Ở đây á, là mình từ dữ liệu mẫu, nếu mà nó rơi vào trường hợp này thì các anh chị sẽ thấy là về hình dáng thì có vẻ như các điểm của đồ thị á, nó có vẻ hình nó bao quanh một cái đường thẳng nào đó, có thể là đường thẳng này, cái đường thẳng hơi xéo một chút, nhưng mà nó có vẻ là nó tập trung quanh một đường thẳng. Trường hợp thứ hai, khi mà các điểm nó phân tán như vậy thì các chị sẽ thấy đó là như vậy, đối so với hình một á thì có vẻ nó tập trung quanh đường thẳng, thì hình thứ hai này á không có tập trung quanh đường thẳng nào hết, thì nó cong, mà cái này nè nó không có dạng là nó tập trung quanh một đường thẳng nào đó. Trường hợp thứ ba là nó không tập trung quanh đường thẳng, cũng không có dạng hình cong nào hết, nó phân tán lộn xộn, phân tán khắp nơi lộn xộn, có vẻ không có quy luật gì hết. Thì nếu mà nó gặp trường hợp thứ nhất thì mình có thể nghi ngờ là giữa đại lượng X với Y nó có mối quan hệ tuyến tính. Tuyến tính nghĩa là sao? Nghĩa là có thể có một đường thẳng biểu diễn được mối quan hệ giữa X với Y, tức là Y là bằng, có thể biểu diễn được thông qua X là bằng một cái đường thẳng AX cộng B nào đó. Vì mối quan hệ tuyến tính nghĩa là có thể có một đường thẳng biểu diễn được mối quan hệ X và Y. Hay nói cách khác, có thể biểu diễn Y bằng AX cộng B, dùng một cái hàm số bậc nhất để biểu diễn mối quan hệ giữa X và Y. Đó là trường hợp tuyến tính. Còn trường hợp mà nó không tập trung qua đường thẳng mà nó hình dạng hình cong như vậy thì nó là phi tuyến tính. Thì đối với phi tuyến tính thì nó như vậy, thì biểu diễn mối quan hệ X với Y bằng hàm số dạng nào thì tùy vào cái loại đường cong. Nếu mà các anh chị thấy nó có vẻ như cong theo hình parabol thì có thể là một cái hàm số bậc hai. Nếu mà có thể làm, hoặc là nếu theo cong theo hình của hàm số bậc ba chẳng hạn, thì có thể là dùng một phương trình hàm số bậc ba nào đó. Còn trường hợp cuối cùng đó là nó phân bố lộn xộn, không có hình dáng là đường cong hay đường thẳng gì hết, thì khi đó có khả năng là biến X với Y nó không có mối quan hệ với nhau. Thì khi đó không cần thiết phải tìm một cái phương trình để biểu diễn mối quan hệ giữa X với Y, tại vì nó không có liên hệ với nhau, mà mình cố mình tìm ra một cái phương trình thì sai số nó cũng lớn, không có ý nghĩa. Như vậy trong quay lại ví dụ một, thì ở đây tôi có một 20 bộ dữ liệu X và Y,
Thì với mỗi từng bộ thì tôi có một cặp với chị SVI, tôi vẽ một điểm trên đồ thị này. Thì 20 điểm này có vẻ tập trung vào một cái đường thẳng, là chính là cái đường thẳng màu xanh đưa nối dài này nè, vẽ dài ra như vậy. Thì như vậy là từ cái nhận xét, từ cái hình dáng như vậy thì mình có thể đặt ra cái nghi ngờ là có thể là giữa cái đại lượng BRT y và đại lượng x này có mối quan hệ tuyến tính với nhau. Vậy khi mà cái vậy ở đây mình có hai đại lượng x và y, thì cái đại lượng trên trục hoành này nè gọi là biến độc lập, và cái đại lượng mà trên trục trung này nè y này gọi là biến phụ thuộc. Thì về định nghĩa thì biến độc lập gọi là biến phụ thuộc được định nghĩa là biến cần dự đoán hay xấp xỉ trong mô hình hồi quy, và biến này được giả định là phụ thuộc tuyến tính vào những biến độc lập. Biến độc lập là biến được sử dụng để tính biến phụ thuộc thông qua một phương trình tuyến tính. Quan hệ giữa các biến độc lập trong công thức hồi quy là quan hệ tuyến tính độc lập. Thì mình có hai loại biến là biến độc lập và biến phụ thuộc. Nếu như mình có thể tìm được một cái phương trình đường thẳng biểu diễn cho mối quan hệ giữa x và y, nghĩa là khi mình vẽ cái đường thẳng đó ra thì các điểm không chỉ trong tập mẫu mà trong quần thể nó cũng bao quanh rất gần cái đường thẳng đó, nó xấp xỉ như là nó nằm trên cái đường thẳng đó. Đường thẳng đó thì có dạng là y bằng ax cộng b, thì biến mà x này nè gọi là biến độc lập, và biến y này được tính thông qua x, cho đó nó gọi là biến phụ thuộc ha. Các anh chị rõ biến độc lập và biến phụ thuộc nha. Thì như vậy hồi quy tuyến tính, mục tiêu của hồi quy tuyến tính đơn trị là gì? Đó là phân tích mối quan hệ tuyến tính giữa một biến phụ thuộc với một biến độc lập và một hằng số. Thì trong cái phương trình này x là biến độc lập, y là biến phụ thuộc. Cái phương trình y bằng ax cộng b nó thể hiện cái mối quan hệ tuyến tính giữa biến x và biến y. B này là giao điểm của đường thẳng với trục tung, và a này là độ dốc của đường thẳng. Thì cái này là hệ số góc với lại cái giao điểm của với trục tung. Thì cái này là các anh chị cũng rõ khi mà mình nhớ về hồi mình học với cái đường thẳng á. Thì như vậy tóm lại hồi quy tuyến tính đơn trị đó là phân tích mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến, đúng, một biến phụ thuộc và một hoặc nhiều biến độc lập. Thì có hai loại biến là một biến phụ thuộc và biến độc lập ha. Đơn trị ở đây, đơn ở đây là chỉ số lượng biến độc lập á, ở đây mình chỉ có một biến độc lập thôi nên gọi là đơn trị. Trường hợp mà nó có nhiều biến độc lập và y phụ thuộc vào nhiều biến đó, chẳng hạn tôi gọi biến độc lập đó là x1 x2 và y phụ thuộc thông qua một cái phương trình tuyến tính là y bằng ax1 cộng bx2 cộng c chẳng hạn, thì khi đó cái việc phân tích mối quan hệ tuyến tính giữa biến y và hai biến x1 x2 á gọi là hồi quy tuyến tính đa trị, tức là nhiều biến. Như vậy mình quay lại cái bài ví dụ ha. Thì trong bài ví dụ vừa rồi á, mình dừng ở bước là mình vẽ cái đồ thị scatter plot và mình thấy có dấu hiệu là các điểm này tập trung quanh đường thẳng. Như vậy mình sẽ có khả năng á là tập dữ liệu y với x này nó có mối quan hệ, cái trường thông tin x và y này có mối quan hệ tuyến tính. Cụ thể là có khả năng mình sẽ tìm được một đường thẳng có dạng là y bằng ax cộng b. Dĩ nhiên là nó vì cái này mình dùng thông tin mẫu để mình tìm cho dữ liệu quần thể, do đó sẽ có sai số ha, sai số. Thì mô hình tổng quát là y bằng ax cộng b, thì đây người ta ký hiệu lại A thì người ta ký hiệu là B1, B thì người ta ký hiệu là B0 thôi, cái này về mặt ký hiệu thôi.
beta 0 với beta 1 này là cái hằng số. Y thì bằng beta 0 cộng beta 1 x cộng epsilon. Epsilon này là lỗi. Là tại vì mình sẽ không có khó mà tìm được cái đường thẳng mà nó đúng hoàn toàn cho cái tập dữ liệu. Tại vì cái dữ liệu mình dùng là dữ liệu tập mẫu. Và mình ước lượng là xây dựng mô hình là xây dựng mô hình cho quần thể. Thế thế nào nó cũng có xuất hiện yếu tố lỗi này hết. Thì như vậy đường thẳng, cái mô hình tổng quát là y bằng beta 0 cộng beta 1 x cộng lỗi. Mô hình hồi quy tính linh trị thì có một số cái điều kiện. Thứ nhất là các lỗi người ta giả sử là các giá trị lỗi là độc lập tuyến tính với nhau, và phân bố của lỗi là phân bố chuẩn, có phương sai bằng nhau, và trung bình giá trị thực tế của biến phụ thuộc y có phân bố nằm trên một đường thẳng của mô hình hồi quy tuyến tính. Mình quay qua đây. Vậy trong cái phương trình này thì mình có hai cái giá trị hằng số mà mình cần xây dựng, đó là beta 0 và beta 1. Có beta 0, giá trị beta 0, beta 1 thì mình mới xây dựng xong cái đường thẳng ha. Như vậy mình có hai cái tham số mình cần ước lượng, đó là giao điểm của đường thẳng hồi quy của trục tung, đó là beta 0, và hệ số góc của đường thẳng hồi quy, đó là beta 1. Như mình có hai cái tham số cần ước lượng ha. Tuy nhiên cái này đây là cái mô hình tổng quát cho toàn bộ quần thể. Tức là lấy một tập điểm nào trong quần thể, ở đây mình chỉ có tập mẫu thôi. Mình hy vọng là mình xây dựng được cái mô hình tổng quát cho quần thể. Thì với mỗi tập điểm xy trong quần thể thì y sẽ bằng beta 0 cộng beta 1 x cộng cho một cái giá trị lỗi nào đó chấp nhận được. Nhưng mà ở đây beta 0 và beta 1 là cái tham số mình chưa biết giá trị, thì mình không có dữ liệu quần thể để mình xây dựng lên cái đường thẳng này. Do đó mình cần ước lượng nữa. Thì nguyên tắc là muốn ước lượng cho tham số của quần thể mình sẽ dựa vào tập mẫu, vì đó là thông tin duy nhất mình có. Vậy thì người ta ước lượng dựa vào tập mẫu như thế nào? Thì phương pháp ước lượng của người ta là dựa vào cái nguyên tắc cố gắng giảm cái tổng lỗi á xuống mức tối thiểu. Nhưng mà như vậy đầu tiên phải xác định lỗi là gì thì mình mới tìm cách mình giảm cái tổng lỗi xuống mức tối thiểu. Thì các anh chị xem ví dụ này, ở đây là giả sử cái đường thẳng này, đường thẳng y bằng beta 0 cộng beta 1 x, tức là cái đường thẳng mình dùng để mô tả cái mối quan hệ giữa x với y trên toàn bộ quần thể. Những cái điểm đen là từng giá trị của tập mẫu. Cái đường thẳng mình tìm được là beta 0 mình sắp xỉ là 150, beta 1 sắp xỉ là 60, thì y là sắp xỉ là 150 cộng 60 nhân x. Đây, những cái điểm đen này là những cái giá trị trong tập mẫu ha. Thì xét một cái điểm này, ví dụ tôi xét điểm này, điểm màu đỏ này, điểm này là cũng là một điểm trong tập mẫu luôn. Thì cái giá trị thực sự của nó trong tập mẫu là x là 4, y là 312. Đó là giá trị thực sự của tập mẫu. Sau đó tôi tính là nếu mà dùng cái đường thẳng y bằng 150 cộng 60x này, thì với x bằng 4 thì y bằng bao nhiêu? Thì thế vào x bằng 4 vào đây, thì nó y sẽ bằng 150 cộng 60 nhân 4 là bằng 390. Như vậy là với điểm x bằng 4 này thì giá trị x bằng 4 y bằng 312 là giá trị thực tế trên tập mẫu. Nhưng mà nếu mà sắp xỉ bằng đường thẳng thì y khoảng bằng 390. Thì như vậy có sự sai lệch của việc sắp xỉ với giá trị thực tế. Thực tế là 312, nhưng mà sắp xỉ thì là 390.
Như vậy sai độ sai lệch của nó là lấy giá trị thực tế trừ giá trị sắp xỉ là 78. Nhưng mà 78 này là âm 78 để chỉ là giá trị thực tế nó nhỏ hơn giá trị sắp xỉ. Như vậy giá trị lỗi ở đây là âm 78. Vì lỗi chính là cái chênh lệch giữa giá trị thực tế thu được trên tập mẫu và giá trị sắp xỉ tính được từ cái đường thẳng mình xây dựng. Đó là giá trị lỗi. Thì ví dụ ha. Ví dụ như là sắp xỉ y là bằng 3x cộng 5, trong khi đó mình biết là giá trị 3, 16 là một giá trị thuộc tập mẫu, thì khi đó tại điểm x bằng 3 này giá trị thực tế là 16, giá trị tính theo phương trình đường thẳng á là bằng 3 x 3 là 9 cộng 5 là 14. Như vậy lỗi sẽ là giá trị thực tế trừ cho 14 là giá trị tính được dựa vào đường thẳng. Thì thường giá trị sắp xỉ người ta ký hiệu là y mũ ha, cho biết là đang sắp xỉ. Thì sắp xỉ mình dùng cái đường thẳng này thì nó là 3x cộng 5, thì thế vào thôi, 3 x 3 cộng 5 là bằng 14. Lỗi thì sẽ bằng là giá trị thực tế là y trừ cho giá trị sắp xỉ là y mũ thì sẽ bằng 14, 16 trừ 14 là 2. Thì đó là giá trị lỗi. Thì lỗi được định nghĩa là cái độ chênh lệch giữa giá trị thực tế và giá trị tính sắp xỉ dựa vào đường thẳng. Ở đây là mình có hai biến, là biến độc lập x, biến phụ thuộc y. Thì thường biến độc lập sẽ biết trước giá trị, biến y là biến mình cần sắp xỉ. Thì như vậy lỗi ở đây là giá trị thực tế nè, lớn hơn giá trị sắp xỉ 2 đơn vị. Còn trong ví dụ là giá trị thực tế nhỏ hơn giá trị sắp xỉ 78 đơn vị. Như vậy nếu mà mình cộng dồn nổi lại thì 2 với 78 trừ 78 này nó triệt tiêu nhau, trong khi là lỗi càng cộng thì phải càng lớn. Nhiều lỗi cộng lại thì sẽ thành lớn, chứ không để triệt tiêu nhau được. Như vậy để thay vì người ta tính tổng giá trị lỗi thì nó có giá trị cộng trừ thì nó triệt tiêu lẫn nhau thì nó không có chính xác, thì người ta bình phương lên. Như vậy để đo cái độ lớn của lỗi á thì người ta tính tổng bình phương của lỗi. Tức là ví dụ đối với hình này thì đầu tiên tính lỗi cho điểm thứ nhất là bao nhiêu đó, tôi ví dụ là 15. Tính lỗi cho điểm thứ hai ví dụ là 17 thì sẽ lấy 15 bình phương cộng 17 bình phương cộng tất cả các lỗi của những điểm khác, ví dụ điểm này là trừ 78 bình phương. Thì như vậy theo nguyên tắc bình phương lên với cộng thì nó sẽ đảm bảo là cái tổng lỗi nó sẽ lớn hơn lỗi của từng thành phần, tổng bình phương lỗi sẽ lớn hơn lỗi của từng thành phần ha. Các anh chị rõ chỗ giải thích về lỗi là gì chưa? Ở đây những cái điểm chấm đen là những cái điểm thực tế, cái đường thẳng là cái đường thẳng mình sắp xỉ, mình sẽ sắp xỉ mối quan hệ giữa x và y và dựa vào đường thẳng này, nghĩa là nếu mà cho x bằng 4 thì giá trị y sắp xỉ sẽ bằng 150 cộng 60 nhân x. Thì giả sử đối với một giá trị khác x bằng 10 đi, thì trong tập mẫu không có x bằng 10 thì mình vẫn có thể sắp xỉ được y là bằng 150 cộng 60 nhân 10.
Thì ý nghĩa của mô hình quy tuyến tính đó là mình có thể, nếu mình xác định được hai biến nó có mô hình tuyến tính và mình có thể xây dựng được cái đường thẳng để thể hiện mối quan hệ đó, thì khi biết giá trị của biến độc lập, mình có thể tính sắp xỉ giá trị của biến phụ thuộc dựa vào cái đường thẳng vừa xây dựng. Cái này các anh chị rõ cho cái ý nghĩa, cái định nghĩa, cái khái niệm của lỗi á. Lỗi nó là chênh lệch của giá trị thực tế so với giá trị tính được dựa vào đường thẳng hồi quy, là đường thẳng tuyến tính, đường thẳng mà dùng để sắp xỉ mối quan hệ giữa x và y á. Đã biết lỗi là gì? Thì ở đây nếu mà mình có 20 điểm, đây trên đồ thị này mình có 3, 4, 10 điểm, mình có đường thẳng luôn, thì mình sẽ tính được cái 10 giá trị lỗi, mình sẽ tính được tổng bình phương của 10 giá trị lỗi này. Với một đường thẳng khác, mình cũng tính được một tổng bình phương của 10 giá trị lỗi tương ứng với đường thẳng đó. Nếu đường các anh chị không dùng đường thẳng này, dùng đường thẳng khác nữa, thì các anh chị cũng tính được tổng bình phương của 10 giá trị lỗi tương ứng với đường thẳng mà các anh chị sử dụng. Như vậy là nếu có nhiều đường thẳng thì đường thẳng nào tốt? Tôi ví dụ ha, tôi vẽ ra đây cho dễ. Ví dụ như là đây là những cái điểm trên đồ thị phân tán, đồ thị scatter. Thì nếu mà tôi nghĩ là các điểm này bao quanh đường thẳng này, thì với đường thẳng này các anh chị sẽ tính được tổng bình phương lỗi. Nhưng một anh chị khác thì không có dùng đường thẳng đó, một dùng đường thẳng khác. Một anh chị khác thì không dùng đường thẳng đó, mà có thể dùng đường thẳng khác nữa. Vậy thì giữa đường thẳng màu đỏ, màu xanh lá và màu xanh dương, đường thẳng nào tốt hơn? Thì một cách dễ dàng á, sẽ thấy đường thẳng màu đỏ với lại màu xanh dương nó tốt hơn đường thẳng màu xanh lá, tại vì các điểm trên dữ liệu mẫu này nó cách xa đường thẳng màu xanh lá quá, trong khi thì nó bao quanh cái đường thẳng màu xanh dương với đường thẳng màu đỏ. Thì mình nhìn hình mình biết được liền, cho giữa đường thẳng màu xanh dương với đường thẳng màu đỏ thì đường nào tốt hơn? Nhìn hình rất là khó thấy ha, nó cần một cái độ đo cụ thể, và độ đo đó chính là tổng bình phương lỗi. Thì cái đường thẳng mà tốt hơn dùng để sắp xỉ cái xây dựng cái mô hình hồi quy á, sẽ là đường thẳng mà cho cái tổng bình phương lỗi nhỏ nhất, nó gọi là bình phương lỗi tối tiểu ha, bình tổng bình phương lỗi nhỏ nhất. Thì chẳng hạn đối với đường màu xanh thì tôi sẽ tính được lỗi của điểm thứ nhất bình phương lên, cộng lỗi của điểm thứ hai bình phương lên, cộng lỗi của điểm thứ ba bình phương lên, điểm thứ tư bình phương lên, điểm thứ năm bình phương lên, cho đến hết cái tập dữ liệu mẫu thì tôi sẽ ra được một con số tổng bình phương lỗi. Đối với đường thẳng thứ hai là đường thẳng đỏ thì tương tự như vậy, tôi cũng sẽ tính được một con số khác là tổng bình phương lỗi. Thì giữa hai con số này, con số nào nhỏ hơn thì đường thẳng kia tốt hơn. Cái này các anh chị rõ ý không? Thì ngay cho cùng mình muốn tìm một đường thẳng sao cho tổng bình phương lỗi nhỏ nhất có thể. Đây là phương pháp để mà xây dựng tìm cái đường thẳng với tổng bình phương lỗi có thể, nhỏ nhất có thể. Dựa do mình dựa vào tiêu chí là tổng bình phương lỗi nhỏ nhất có thể mà. Do đó người ta gọi phương pháp đó là bình phương cực tiểu hàm lỗi. Tức là tổng cái làm sao cho tổng cái bình phương lỗi đó nhỏ nhất. Vậy phương pháp bình phương tối tiểu là vậy ha. Tổng bình phương lỗi nhỏ nhất có thể thì mình sẽ chọn cái đường thẳng tương ứng với cái trường hợp đó. Thì đó mình xem đó là đường thẳng tốt nhất theo nghĩa là cho lỗi thấp nhất.
Dĩ nhiên là mình chỉ dựa vào tập mẫu thôi ha, và mình hy vọng là với cái giờ tập mẫu đó thì trên tổng quát trong quần thể nó vẫn như vậy. Thì chỗ này các anh chị coi thử, các anh chị rõ ý chỗ này hay chưa? Đó là, thứ nhất là lỗi là gì? Cái thứ hai là nếu mà có nhiều lựa chọn về đường thẳng tổng quát máy trong mô hình giữa X và Y á, thì đường thẳng là tốt hay không tốt, là dựa vào tiêu chí gì? Cái gì rõ cho đó chứ? Như vậy ở đây cái mô hình tổng quát của mình là y bằng beta 0 x cộng beta 1 x cộng lỗi. Như vậy đổi vế ha, mình đổi vế thì lỗi, đổi đây là ký hiệu là epsilon. Đây tôi đổi vế thôi. À, bằng y trừ beta 0 x trừ trừ beta 0 trừ beta 1 x. Đây mình đổi vế thôi. Y bằng beta 0 cộng beta 1 x thì cộng lỗi thì sẽ lỗi sẽ bằng là y trừ beta 0 trừ beta 1 x. Vì bình phương lỗi thì bình phương lên thôi, thì bình phương lỗi ha, bình phương lên thôi, bình phương hai vế. Đây là bình phương lỗi. Cái này là công thức tổng quát. Đối với tập mẫu á, nếu mình có 20 cặp giá trị thì mình sẽ thế vào đây. Vấn đề beta 0, beta 1 chưa biết ha. Đây là bình phương lỗi. Do đó tổng bình phương lỗi thì sẽ là với từng cặp điểm ký hiệu là xi, yi, x1, y1 là cặp thứ nhất, x2, y2 là cặp thứ hai. Thì nếu có n cặp điểm thì tổng bình phương lỗi của n cặp điểm đó sẽ là yi trừ beta 0 trừ beta 1 xi, bình phương lên rồi cộng lại hết, đó là tổng bình phương lỗi. Thì trong cái phương trình tổng bình phương lỗi này nè, ký hiệu ở đây là l là bằng tổng bình phương lỗi, thì trong đó xi, yi, n là những cái giá trị mình biết, n này là kích thước của tập mẫu, tại vì mình sẽ dựa vào thông tin tập mẫu mà mình chưa có quần thể. Nếu có quần thể thì nó sẽ là kích thước của quần thể, nhưng mà thực tế thì mình không bao giờ có dữ liệu của quần thể hết, chỉ có tập mẫu thôi. N này kích thước tập mẫu, xi, yi này là những cái cặp giá trị trong tập mẫu, từng cái bộ giá trị trong tập mẫu. Vì b0, b1 là chưa biết. Trong cái phương trình này mình biết được n, biết được xi, biết được yi, chưa biết b0, b0, b1. Và mình dựa vào cái mục tiêu đó là mình muốn cái tổng bình phương này nè nhỏ nhất có thể, tức là nó đạt giá trị cực tiểu để mình tìm giá trị beta 0 và beta 1. Thì nguyên tắc khi để tìm giá trị cực tiểu thì cái hàm số đạt giá trị cực tiểu tại giá trị cho đạo hàm bậc nhất bằng 0. Nhưng mình biết mục tiêu, mình biết cái hàm số mình cần
hàm số lỗi rồi hả, làm hàm tổng bình phương lỗi rồi, đó là hàm tổng y trừ beta 0 trừ beta 1 x bình phương x y bình phương lên cộng lại hết. Đây là cái hàm lỗi, tổng bình phương lỗi. Mình biết được cái điều kiện luôn, đó là mình muốn hàm này đạt giá trị cực tiểu, và mình biết luôn là một hàm số sẽ đạt giá trị cực tiểu tại giá trị mà đạo hàm bậc nhất bằng 0. Thì cái này là nó thuộc về kiến thức toán hồi mình học phổ thông á. Thì nó các anh chị nhớ lại, các anh chị sẽ nhớ là tìm giá trị cực tiểu cực đại á, thì các anh chị sẽ lấy đạo hàm bậc nhất cho cái phương trình đạo hàm bậc nhất bằng 0. Rồi mình giải cái phương trình đó, mình sẽ tìm được cái giá trị mà tại đó cái hàm số đạt giá trị cực tiểu hay cực đại. Thì tương tự như vậy, ở đây mình muốn cái hàm lỗi tổng bình phương lỗi này giá trị nhỏ nhất, giá trị cực tiểu, thì mình sẽ lấy đạo hàm bậc nhất và cho phương trình đạo bậc nhất bằng 0. Thì mình có hai biến cần tính giá trị là beta 0 và beta 1. Cho đó lấy đạo hàm theo biến beta 0 và theo biến beta 1, mình sẽ có hai cái phương trình đạo hàm bậc nhất. Và mình có hai phương trình, có hai biến, thì sẽ giải được cái giá trị của hai biến đó. Nguyên tắc là có bao nhiêu phương trình bấy nhiêu biến á, phương trình bậc nhất á, thì các chị sẽ giải được giá trị của những biến đó ha. Thì ở đây tôi bỏ qua cái cách lấy đạo hàm, cái này là thuộc về cái kiến nên bên giải thích á, tức là cho cái phương trình là lấy đạo hàm bậc nhất lấy như thế nào á, thì mình có thể coi lại hồi học phổ thông thì mình có học cái phần này, cái cách lấy đạo hàm. Ở đây tôi thì nhấn mạnh cái cách, cái ý chung á, để người ta tìm ra cái giá trị beta 0 và beta 1. Đó là dựa vào hai cái phương, dựa vào cái điều kiện là tổng bình phương lỗi tối tiểu, từ đó dẫn đến việc xây dựng cái phương trình đạo hàm bậc nhất và cho nó bằng 0. Thì mình có hai phương trình, có hai biến, thì mình sẽ tìm giá trị của hai biến đó. Giờ trên thực tế, đúng ra trên thực tế là muốn tìm chính xác giá trị beta 0, beta 1. Đây là mô hình tổng quát cho quần thể mà. Thì các anh chị phải dựa vào toàn bộ những cái cặp điểm giá trị XIEE của quần thể. Nhưng trên thực tế mình không có ha. Do đó cái giá trị mình tính được cũng chỉ là giá trị sắp xỉ cho beta 0 và beta 1 thôi. Người ta ký hiệu là beta 0 mũ hoặc là beta 1 mũ. Thì hoặc là ký hiệu là B nhỏ 0, B nhỏ 1. Thì B nhỏ 0, B nhỏ 1 này là giá trị sắp xỉ lần lượt cho beta 0 và beta 1. Tại sao gọi là sắp xỉ? Tại vì mình tính dựa vào tập mẫu và mình tổng quát hóa lên cho quần thể. Do đó cái này là giá trị tính sắp xỉ. Thì từ việc giải hai phương trình ở trên này nè, từ hai phương trình đạo hàm bậc nhất này, người ta tìm được công thức để tính beta 0 và beta 1. Beta 0 thì bằng y trung bình trừ b1 x trung bình. Trong đó khái niệm y gạch này chính là trung bình của giá trị y trong tập mẫu, x gạch là trung bình của giá trị x trong tập mẫu. Beta 1 thì bằng tổng x y trừ cho tổng x nhân tổng y chia trên n, vân vân. Thì các anh chị coi cái công thức ở đây, x y này là những từng cặp giá trị trong tập mẫu, n này là kích thước của tập mẫu. Ví dụ ha, ở đây cho đại lượng x là 5, đại lượng y là cái doanh số bán hàng. Thì để tính cái, để sắp xỉ được cái giá trị cho beta 0, beta 1, như vậy cái mình cần tìm là beta 0, beta 1 ha. Thì người ta sẽ dựa vào tập mẫu. Tìm giá trị sắp xỉ cho beta 0, beta 1 và ký hiệu là b nhỏ 0, b nhỏ 1. B nhỏ 0 này là sắp xỉ cho beta 0, b nhỏ 1 này là giá trị sắp xỉ cho beta 1. Thì đây là cái công thức xây dựng cái hệ số cho mô hình hồi quy. Thì cuối cùng mình sẽ được cái một cái mô hình sắp xỉ là y bằng b nhỏ 0 cộng B1X, B0 cộng B1X ha. Còn cách tính cái này thì mình dựa vào công thức mình tính thôi. Thì ví dụ, với dữ liệu ở đây, thì XY này là từng cái cặp giá trị. Ví dụ cặp giá trị thứ nhất là 4, X là 3, Y là 487. Như vậy tích của X nhân Y sẽ là 1461.
y bình phương sẽ là 487 bình phương, x bình phương sẽ là 3 bình phương. Như vậy các anh chị sẽ thấy là trong cái công thức tính B1 này, phần 1 tử số là mình tính được rồi. N này là số lượng phần tử trong tập mẫu. Ở đây mình có 12 cái bộ giá trị. Như vậy là N là 12. Mình có x bình phương, có N thì mình cũng tính được mẫu số ha, như vậy sẽ tính được B1. Dựa vào B1 thì B0 sẽ bằng y trung bình trừ B1 x trung bình. B1 có rồi, x trung bình thì các anh chị lấy trung bình cộng của giá trị cột x, y trung bình thì lấy trung bình cộng của y, thì các anh chị sẽ tính được B0. B0 là bằng 100, B1 tính được là 49,91, B0 tính được là 175,82. Như vậy mô hình sắp xỉ của mình sẽ là y sắp xỉ là bằng 175.82 cộng 49.91 x. Vậy số tiền xong B0 và B1 á thì mô hình hồi quy. Thì người ta cứ hiểu đây là y sắp xỉ ha, y mũ. Nhìn mô hình tổng quát của mình là y bằng beta 0 cộng beta 1 x cộng epsilon. Cái mô hình mình dựa vào tập mẫu để tính nó có dạng gần gần giống như vậy, là y mũ là bằng beta b0 cộng b1 x. Thì ở đây, ở trên đây thì dùng là ký hiệu là y, ở đây là ký hiệu y mũ, tại vì ở đây mình chỉ sắp xỉ thôi, mình không có tìm được cái mô hình tổng quát. Beta 0 mình sắp xỉ bằng b0, beta 1 mình sắp xỉ bằng b1. Lỗi thì mình dưới là tổng bình phương lỗi tối thiểu thôi, mình không xét cái lỗi nào, do đó ở đây chỉ là sắp xỉ thôi, nghĩa là nó có lỗi trong đó. Thì đây là cái mô hình hồi quy tuyến tính một biến, hay là còn gọi là hồi quy tuyến tính đơn trị. Và trong cái mô hình này thì B0 tính được dựa vào tập mẫu và B1 cũng tính được dựa vào tập mẫu. Thì các anh chị coi thử cho chỗ này các anh chị có thắc mắc gì khác hay về mặt ký hiệu á, có thắc mắc gì không thì các anh chị nói cho tôi biết giùm. Như vậy tôi tóm tắt lại ha, khi mà các anh chị có được một bộ dữ liệu gồm có hai cái đại lượng và các anh chị nghi ngờ nó có mối, có thể biểu dùng một cái đường thẳng để biểu diễn cái mối quan hệ giữa hai đại lượng đó, thì đầu tiên các anh chị vẽ hình ra để quan sát trước. Nếu mà các anh chị quan sát thấy những cái điểm giá trị trên cái hình vẽ đồ thị phân tán, đồ thị scatter plot á, mà nó bao quanh một cái đường thẳng nào đó, ở đây mình chưa có vẽ được cái đường thẳng, mình chỉ thấy nó có vẻ có dạng đường thẳng, thì khi đó các anh chị tìm cái mô hình hồi quy, thực chất nó là cái phương trình đường thẳng bậc nhất biểu diễn mối quan hệ giữa hai biến độc lập và biến phụ thuộc. Thì cái cách thức tìm cái mô hình đó là tìm ra hai cái hệ số, đó là hệ số giao điểm với trục tung là B0 và hệ số góc đó là B1. Dựa vào cái thông tin các anh chị dùng để mà tìm hai cái hệ số này, đó là dựa vào dữ liệu của tập mẫu. Đúng, N là kích thước tập mẫu. Như vậy mình lấy cái ví dụ đầu tiên luôn,
Ví dụ đầu tiên là mình làm xong, mình coi quan sát thấy rồi thì bây giờ mình xây dựng thử. Để tôi coi có sẵn dữ liệu không. Này hả? Ví dụ như là đây, ở đây mình có tập dữ liệu này thì mình nghi ngờ là giữa cái doanh số và cái số 5 nó có liên hệ với nhau, và mối liên hệ của nó là tuyến tính, tức là có thể dùng một đường thẳng để biểu diễn. Thì đầu tiên là các chị vẽ hình trước, thì để vẽ scatter plot trong Excel thì các chị chọn insert ha, chọn cái đồ thị này nè, insert scatter, sau đó các chị chọn điểm đồ thị điểm. Ở đây là nó có nhiều dạng của scatter plot, đó là chỉ vẽ những điểm thôi, hay là vẽ điểm rồi nối lại các điểm đó lại với nhau, hay là nối các điểm rồi sắp xếp vào một cái đường cong. Thì mình chọn cái đơn giản nhất là chỉ vẽ điểm thôi à. Các chị chọn thẻ insert, sau đó chọn đồ thị điểm. Các anh chị chọn sau khi mà vẽ thì ở đây mình chưa có chọn dữ liệu cho nó là nó vẽ đồ thị trống, thì các anh chị chọn select data, cái thẻ design ha, chọn select data. Tôi chọn làm lại đi. Đầu tiên mình chọn vùng dữ liệu trước, tô đen cái vùng dữ liệu trước, sau đó chọn insert, chọn lại scatter plot. Thì ở đây các anh chị thấy là đồ thị được vẽ xong rồi, nhưng mà nếu mà để ý á thì các anh chị sẽ thấy trục tung á ở đây là số 5, trục hành á thì là doanh số, nhưng mà cái mình muốn á là doanh số có phụ thuộc vào số 5 hay không, nghĩa là mình muốn cái trục tung này phải là doanh số, trục hành phải là số 5. Thì để đổi cái này, trục giữa trục tung với trục hành với nhau á, thì các anh chị chọn cái đồ thị. Khi đó các anh chị sẽ thấy xuất hiện cái thẻ design này.
anh chị chọn switch row and column để đổi giữa trục tung và trục hình với nhau. Nếu mà khi mà nó vẽ ra không đúng ý mình, đại lượng đáng lẽ trên trục hình thì nó vẽ thành trục tung, đại lượng đáng lẽ trên trục tung thì nó vẽ thành trục hình á, thì các anh chị chọn đồ thị, sau đó chọn cái design và chọn switch row and column. Thì nếu mà Excel mà vẽ không đúng ý của mình thì để chuyển đổi cái giá trị đáng lẽ trên trục tung nó vẽ thành trục hoành và ngược lại, thì các anh chị chọn switch row and column để chuyển về đúng ý ha. Ở đây tôi chọn đây, xin lỗi nó vẫn chưa đúng, xin lỗi. À, tôi nói lại cái cách vẽ khác cho nó đơn giản hơn. Rồi nói lại cách khác. Thường á, để mà vẽ, nếu mà các anh chị muốn cái giá trị x này nằm trên trục hoành, cái giá trị y này nằm trên trục tung á, thì khi mà điền cái bảng dữ liệu á, thì các anh chị cố gắng là để cái cột đầu tiên là x, cột thứ hai là y. Sau chọn insert và scatter thì nó sẽ vẽ ra đúng ý. Còn nếu mình để ngược lại thì cũng được, nhưng mình chỉnh rất là mất công. Như vậy đây mình tập dữ liệu. Mình có sẵn x là cái cột đầu tiên, y là cột thứ hai. Thì các anh chị khi mà dùng Excel thì các anh chị cố gắng đổi cái trật tự sao cho x là cột đầu tiên, y là cột thứ hai để khỏi mất công chỉnh. Sau chọn insert, chọn scatter thì nó sẽ ra được cái đồ thị mong muốn. Đây. Thì kết quả thì các điểm này có vẻ tập trung qua một đường thẳng. Ở đây mình không biết là đường thẳng nào, tại vì cái đó là cái mình đang muốn tính, mình đang muốn chọn mà, nó có thể có nhiều đường thẳng, nhưng mình sẽ chọn đường thẳng tốt nhất theo cái tiêu chí là tốt nhất, nghĩa là tổng bình phương lỗi nhỏ nhất. Thì nếu mà các anh chị muốn vẽ cái đường thẳng mà do Excel nó dự đoán á, chưa chắc là chính xác ha, thì các anh chị chọn là thêm vào cái yếu tố cho đồ thị, chọn trend line, thì nó có những cái đường nơi mà Excel dự đoán đó là đường thẳng nè, nó chỉ muốn đường cong thì nó sẽ chọn đường cong theo ý của Excel, nó tự tính nhưng mà chưa chắc là chính xác, hoặc là moving và những cái đường thẳng dạng khác. Ở đây nếu mà các anh chị muốn vẽ thì các anh chị chọn cái đường thẳng này, thì có vẻ như những cái điểm màu xanh nó tập trung quanh đường gạch chéo này, là cái đó không có quan trọng, là mình bỏ qua cái bước đó cũng được. Rồi bây giờ mình đã thấy cái dấu hiệu thì bắt đầu mình đi cái tìm kiếm cái đường thẳng sắp xỉ cho tập dữ liệu x và tập dữ liệu y trên thực tế. Ở đây mình có tập mẫu, do đó mình sẽ dùng dữ liệu mẫu này để mình tính cái đường thẳng đó, xây dựng cái mô hình đường thẳng đó ra. Và dĩ nhiên mô hình đó chỉ là mô hình gần đúng thôi, tại vì dữ liệu mình có không đủ. Dữ liệu mình có không đủ ha. Như vậy là cần xây dựng mô hình hồi quy. Thì mình biết mục tiêu là cần xây dựng.
Một biến ha, xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính một biến hay là còn gọi là đơn trị. Thì mô hình đó nó dạng là y sẽ được xấp xỉ thông qua x, là y xấp xỉ là bằng v0 cộng v1x. Và các anh chị dùng công thức của ở đây người ta có sẵn rồi. Thì ở đây mình thế và mình tính theo đúng công thức thôi ha anh chị. Thì ở đây mình thế thử công thức. V1 thì bằng tổng tích của x và y nhân với nhau. Thì mình sẽ tính từng cái trước đi. Đầu tiên là tôi tính tổng x và y nhân với nhau. Tổng x, ở đây tôi ký hiệu lại là x y, để cho biết là nó có nhiều bộ dữ liệu với y, với x y là những bộ dữ liệu trong tập mẫu. X y là những bộ dữ liệu trong tập mẫu ha. Ở đây tập mẫu của mình có tổng cộng là 12 bộ dữ liệu, 12 bộ dữ liệu. Như vậy y sẽ chạy từ 1, x1 đến 12. X1 y1 là bộ dữ liệu đầu tiên, 3 với 100 487 thì sẽ là 3 nhân 487. X2 là bộ dữ liệu thứ hai, là 5 nhân 545. Cho tới bộ dữ liệu cuối cùng là 6 nhân 563. Đó là tổng XY. Thì tổng XY là lấy từng cái giá trị X nhân giá trị Y rồi cộng lại tất cả cho toàn bộ cái trường hợp, thì đó là tổng XY. Cái thứ hai là tổng X nhân tổng Y. Thì tổng x là lấy những giá trị x cộng với nhau. Tổng x là sẽ bằng 3 cộng 5 cộng 2 cộng cho tới 9, 6. Cộng tất cả những giá trị x lại với nhau. Đó là tổng x. Tổng y là lấy từng giá trị y cộng với nhau, 487 cộng 445. Cộng cho tới 563. Tương tự cho tổng x bình phương, tổng x tất cả bình phương. Còn cái nữa ha. Tổng của x bình phương là lấy từng giá trị x bình phương rồi cộng lại. N là kích thước của tập mẫu, ở đây là 12. Mình ở đây mình có 12 bộ dữ liệu thì tập mẫu sẽ là 12. Như vậy các anh chị biết được giá trị từng cái thành phần này thì các anh chị sẽ tính được B1. Có B1 thì các anh chị sẽ tính được B0. Trong B0 thì nó tính dựa vào B1 và x trung bình. Thì x trung bình x trung bình là bên trung bình của dữ liệu x trong tập mẫu thôi. Tương tự y trung bình cũng vậy ha. Trung bình của dữ liệu y trong tập mẫu. Như vậy mình biết được hết rồi. Thì các chị sẽ tính được B0 và B1.
Và kết quả sẽ là B0 sẽ là 175,8, B1 sẽ là 49,9. Thì mình xây dựng xong cái mô hình hồi quy ha. Chỗ này các anh chị có theo dõi kịp không? Có chỗ nào các anh chị không rõ không? Ở đây mình chỉ sau khi vẽ hình mà mình thấy có dấu hiệu có thể dùng đường thẳng để biểu diễn á, với hệ số x và y thì các anh chị tính cái hệ số cho đường thẳng đó bằng dựa vào tập dữ liệu mẫu. Và cái công thức thì người ta đã xây dựng rồi. Mình chỉ cần nắm cái công thức này, nguyên tắc người ta xây dựng á là dựa vào cái tiêu chí tổng bình phương lỗi cực tiểu là nhỏ nhất. Các anh chị phần này các anh chị có câu hỏi nào hay có chỗ nào thắc mắc không? Tiếp theo tôi coi bài tập, mình coi bài tập ha. Các anh chị không rõ thì các anh chị hỏi ngay cái phần đó. Thì tôi sẽ hướng dẫn phần đó thôi chứ đâu có giải bài tập. Bài tập là các anh chị phải làm để nộp ha. Có chỗ nào không rõ thì các anh chị hỏi, tôi sẽ trả lời cái phần đó. Nào nữa không các anh chị? Số 2C á,
Thì ý ở đây hỏi là có giá trị ngoại lệ hay không á. Ở đây là giá trị sai, dữ liệu sai lệch là ý hỏi là có giá trị ngoại lệ trong cái tập dữ liệu này hay không. Và để biết có giá trị ngoại lệ hay không thì các anh chị nhớ lại cái cách tính, cái cách xác định giá trị ngoại lệ dựa vào phần tư vị thứ nhất, dựa vào phần cái giá trị phần tư vị thì nó nằm ở bài. Đây. Ngưỡng xác định giá trị ngoại lệ là hai cái ngưỡng trên và phần tư vị thứ ba cộng cho 1,5 khoảng cách phần tư vị, và ngưỡng dưới là phần tư vị thứ nhất trừ cho 1,5 khoảng cách phần tư vị. Những giá trị nào mà nằm trong cái khoảng từ ngưỡng dưới đến ngưỡng trên là bình thường, còn những giá trị nào nhỏ hơn ngưỡng dưới hoặc lớn hơn ngưỡng trên thì đó là giá trị ngoại lệ. Thì ý câu 2C là như vậy. Các anh chị coi lại bài slide số 2. Còn trong cái buổi mình học hình như là buổi buổi thứ ba đó. Thứ ba là các anh chị sẽ biết cái cách xác định giá trị ngoại lệ. Rồi nếu mà có giá trị ngoại lệ á thì mình phải tách riêng ra thôi. Và mình xét cái nguyên nhân thì cái này nó nằm ngoài mình chỉ, tức là mình tách riêng ra, hoặc á là đó là giữa giá trị ngoại lệ thật sự, đó là một trường hợp rất đặc biệt mình cần xét riêng, hoặc là giá trị nhiễu khi mình thu thập thông tin á, người ta cho cái thông tin nhiễu, người ta ghi nhầm chẳng hạn. Đây là câu 3D đó. Không phải, tôi xin lỗi vậy. Câu quay ra câu 2D ha. 2D thì người ta nói là dựa trên kết quả từ A đến C thì kết luận như thế nào liên quan đến chi phí đi xem phim. Thì ở đây câu A đến câu C các anh chị chỉ tính các giá trị min, midan rồi phần tư vị thứ nhất, phần tư vị thứ ba, thì tôi nghĩ các anh chị sẽ rút ra những cái những thông tin mà các anh chị biết được từ từ cái nhân giá trị này. Thì quay mình phải coi lại cái ý nghĩa của giá trị min, median rồi
phần từ bề thứ nhất, phần từ bề thứ ba là như thế nào? Chiều trung bình là trung bình. Như vậy là trung bình, vé xem phim có thấp có cao, nhưng trung bình là giá trị chiều 35 đi, ra giá trị trung bình cộng. Vì đây là giá trị trung vị, thì dựa vào giá trị trung vị, các anh chị sẽ suy ra được là có 50% giá trị nhỏ hơn giá trị trung vị, 50% lớn hơn nó. Và giá trị phần tư vị thứ nhất, dù giá trị phần tư vị thứ nhất là 30, giá trị thì các anh chị sẽ biết được 25% ở đây là sẽ có cái giá vé là nhỏ, phải nhỏ hơn 30, 75% còn lại là lớn hơn 30. Ở đây mình tập trung vào cái ý nghĩa, nhưng mà mình gắn với cái dữ liệu cụ thể chút. Tức là thay vì nói chung chung là phần tư vị thứ nhất, phần tư vị thứ ba, thì các anh chị cho giá trị cụ thể mà các anh chị tính được vào luôn. Thì còn variance là phương sai. Phương sai thì là tổng bình phương độ lệch của các giá trị so với giá trị trung bình. Thì dựa vào phương sai với độ lệch chuẩn á, thì các anh chị sẽ biết được là những dữ liệu nó phân bố gần nhau hay là xa so với giá trị trung bình. Con số này càng nhỏ thì cho thấy dữ liệu càng tập trung quanh giá trị trung bình, càng lớn thì nằm xa giá trị trung bình hơn. Đây là khoảng quan sát là cho biết dữ liệu nó phân bố trong một cái khoảng trên là khoảng bao nhiêu đô la, tức là độ trên là giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất á. Thì tôi nghĩ câu D này chính là dựa vào những cái giá trị tính được thì các chị rút được thông tin gì thì mình nói hết trong câu D. Câu 2D được chưa các anh chị? Câu 2D các anh chị rõ ý chưa? Đó là rút những cái thông tin các anh chị có được dựa vào những giá trị tính được của câu A với câu B. Thì chủ yếu là mình dựa vào ý nghĩa của từng cái giá trị thống kê đó. Min ý nghĩa là gì, median là gì? Thì mình rút thêm cái thông tin khác. Câu 1B thì ở đây cô Hà thì yêu cầu làm cho Excel thì các anh chị làm cho Excel, nhưng mà để ôn tập để mà cho thi cuối kỳ luôn á thì các anh chị làm tay luôn. Để thi thì mình không có thi cho Excel, mình thi bài tập làm trên giấy thôi. Đó, các anh chị vừa làm cho Excel vừa làm trên giấy. Mình nộp thì mình chỉ nộp cái file Excel thôi. Những câu nào mà hỏi thì các anh chị trả lời trên Excel luôn. Những câu tính toán thì tính trực tiếp. Thì trong Excel nó có cái hàm tính hết mấy cái này rồi. Range là chỉ là hiệu số giữa min với max thôi, thì các anh chị lấy max trừ min thôi là phép trừ. Còn interquartile range tức là cái khoảng cách EQR, khoảng cách phần tư vị. Thì những cái hàm tính đó thì tôi nhớ là tôi có nói trong những cái bài trước. Cái gì xem lại. Những cái hàm liên quan ha, hàm min thì có là average, hình như tôi có nói rồi. Hoặc là các anh chị dùng
thứ tư á, tôi có mới nói về mấy cái hàm Excel rồi, rồi đến tính trung bình thì dùng hàm gì, tính phương sai thì dùng hàm gì thì có sẵn hết rồi ha, tôi có nói rồi. Cái gì coi lại đó. Hoặc là mình tính một lần luôn bằng công cụ Data Analysis, hoặc là mình dùng hàm cụ thể. Trong đây có nói hết rồi. Thì ở đó trong đây thì nó có trong các hàm tính range, range thì nó đơn giản là nó lấy maximin thôi, mình không cần dùng hàm, các anh chị lên là phép trừ thôi. Còn cái khoảng cách phần tư vị á thì hoặc là các anh chị dùng công cụ data analysis, hoặc là trong Excel nó có cái cách tính các phần tư vị là dùng hàm quartile là tính cái phần tư vị. Cái dữ liệu đầu vào á là cái mảng dữ liệu của mình, tức là cái tập dữ liệu mẫu. Cái giá trị thứ hai là số 1, 2, 3 hay tùy mà mình muốn tính phần tư vị thứ nhất, thứ hai hay thứ ba hay thứ tư thì các anh chị thêm vào ha. Nhưng mà cả những cái database là trong cái bài buổi 5 hay buổi 4 thì có rồi. Hoặc là và như là thật ra những cái giá trị này các anh chị có thể tính một lần dùng Excel, hay dùng công cụ Data Analysis. Như vậy, tôi nhắc lại, hàm thì có các hàm average, này, tính trung bình, hàm SDEV là tính standard deviation. Rồi, hàm tính phần tư vị thì có hàm quartile. Những gì xem lại. Còn không thì các anh chị tính một lần luôn, dùng data analysis. À, câu 1B các anh chị rõ chưa? Câu 3C. 3C thì tương tự như câu 2D. Ý ở câu này là muốn các anh chị nói rõ cái thông tin các anh chị rút ra được từ những giá trị tính được phía trên. Nghĩa là mình, ý câu này tập trung vào xem là các anh chị hiểu cái ý nghĩa của những giá trị phía trên hay không. Những giá trị min là gì, median là gì, phần tư vị thứ nhất là gì, phần tư vị thứ ba là gì. Các anh chị hiểu được thì các anh chị mới rút trích cái thông tin ra từ những giá trị tính được đó. Thì câu 3C tương tự như 2D. Câu 3D cuối cùng á, lại thay giá trị 58 ở đây bằng giá trị 98. Thì các anh chị thấy là 58 thì nó gần sắp xem những giá trị khác. 40, 58 nó không chênh lệch nè. 40, 63 không chênh lệch, nó gần gần giá trị khác. Thì 98 đưa vào nó lên hẳn luôn, lớn hơn hẳn những giá trị khác. Thì các chị xem thử đưa giá trị 98 vào á, thì những cái giá trị nào bị thay đổi, trung bình có thay đổi không, trung vị có thay đổi hay không, phần tư vị thứ nhất có thay đổi hay không, phần tư vị thứ ba có thay đổi hay không, phương sai, độ lệch chuẩn và cái khoảng cách phần tư vị có thay đổi hay không. Và các chị sẽ thấy là một số cái bị thay đổi, một số cái không có bị ảnh hưởng. Thì như vậy các anh chị sẽ thấy được là có những cái đại lượng nó bị ảnh hưởng bởi những giá trị cực lớn hay cực nhỏ. Nếu là tập dữ liệu các anh chị thu thập mà có nhiễu đưa vào mà giá trị đó là cực lớn mà các anh chị không có xử lý á, thì nó có thể ảnh hưởng đến những giá trị nào và không ảnh hưởng đến giá trị nào. Thì câu D là vậy thôi ha. Ý câu D là vậy. Rồi như vậy tôi nói xong câu 3C và 3D rồi, các anh chị rõ cái ý của câu 3C và 3D chưa? Câu 3D là bài tập để mà thể hiện là xem là những cái giá trị rất lớn hay rất nhỏ so với những giá trị khác trong tập dữ liệu á, nó ảnh hưởng làm thay đổi giá trị trung bình hay là giá trị trung vị hay là phần tư vị thứ nhất hay phần tư vị thứ ba, thì những cái giá trị nào nó gọi là nó dễ bị tác động bởi những giá trị cực lớn hay cực nhỏ. Thì còn thắc mắc gì về liên quan đến bài tập 2 này? Hay còn bài tập 2 này các anh chị làm nộp á thì làm Excel thôi. Những câu nào trả lời thì ghi vào trong file Excel luôn. Những cái nào tính thì tính trong Excel. Nhưng mà các anh chị làm thêm bằng giấy á để mình ôn tập luôn. Để nếu mà có thắc mắc gì thì các anh chị hỏi luôn để tôi giải cái bài tập đó trên giấy luôn ha. Mình xem như mình ôn tập.
Tôi không rõ cái môn này có mấy bài tập, tại vì cô phụ trách bài tập là người khác ha. Nhưng mà thường tôi thấy như các kỳ trước thì khoảng là khoảng 4 á, khoảng 4 mà tôi không chắc lắm, thì các anh chị hỏi hỏi cô Hà là giáo viên phụ trách bài tập luôn cho chắc chắn. Hãy về về phần bài tập, các anh chị có thắc mắc gì nữa không? Các anh chị còn thắc mắc gì khác về nội dung học ngày hôm nay và hay không ha? Chào các anh chị.